Hôm trước chúng ta đã làm thử một vài cái chương trình từ cái bộ dữ liệu là cái bảng chữ cái tiếng Việt. Hôm trước chúng ta nhớ lại nhé, là chúng ta có cái một cái bộ dữ liệu gốc là bảng chữ cái tiếng Việt. Và chúng ta sẽ tạo ra các phần mềm, các cái kịch bản khác nhau. Thì đa số tất cả những cái nói chung tất cả những cái phần mềm giáo dục ấy, nó đều như vậy hết. Phần mềm giáo dục hay là các ứng dụng cụ thể nó đều có cái khuôn dạng chung là một phần mềm giáo dục nó phải liên quan một kiến thức nào đó, và nói chung nó phần lớn là nó ở cái dạng này, là chúng ta có một cái bộ dữ liệu gốc mà liên quan đến kiến thức mà chúng ta cần phải đưa liên quan đến kiến thức mà chúng ta đang đang quan tâm đấy, kiến thức muốn muốn đưa vào phần mềm muốn đưa vào phần mềm đấy. Thì cái bộ dữ liệu gốc này nó có thể nó gồm rất nhiều thông tin, nó có thể là nó ở dưới dạng chữ, dạng hình ảnh và dạng âm thanh đấy. Nó có thể dưới dạng là nó có thể dưới dạng là dạng chữ hay là dạng text, nó có thể là dưới dạng là hình ảnh và nó có thể dạng âm thanh, và cũng có thể là có dưới dạng là video nữa. Nhưng mà video thì đối với Scratch thì video nó không cũng khó, nhưng mà có thể thay bằng cái bảng hoạt hình đấy. Là hoạt hình hay là GIF nhé, cái dạng là hoạt hình có thể được nhé, hoạt hình. Thế thì từ cái bộ dữ liệu gốc này chúng ta sẽ xây dựng các cái kịch bản cho cái giao diện phần mềm, cho cái giao diện của phần mềm. Đó. Thì có rất nhiều giao diện từ một cái bộ dữ gốc này, có rất nhiều phương án, có rất nhiều phương án để tạo ra cái giao cái kịch bản đó. Nó tùy thuộc vào sự sáng tạo của cái người của người viết thôi. Cho nên là các em học sinh là nói chung là rất thích cái này, họ có thể nghĩ ra được rất nhiều. Từ một cái bộ dữ liệu gốc thôi có thể tạo ra được cái hàng trăm cái dạng giao diện khác nhau, các trò chơi khác nhau. Các cái bản này nó có thể là bài học, nó có thể là một cái bài học, nó có thể là một cái trò chơi đó. Chơi nào đó nó có thể là một cái mô phỏng nào đó để tác để mà nôm na nó làm cái, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là animation, nó là hoạt hình đấy, là hoạt hình đó. Thì nó rất đa dạng như này đấy. Thì cái hay của cái là phần mềm nó là như vậy. Từ như vậy là từ một cái bộ dữ liệu gốc thôi thì 100 bạn để tạo ra 100 phần mềm khác nhau, mặc dù là cùng dựa trên một ý tưởng. Đó thì hiện nay năm nay chúng ta có cái bảng demo đấy, là cái bảng mà tôi đã đưa ra một cái chủ đề chung là vui học tiếng Việt, vui học tiếng Việt nhé, là cái chủ đề chung. Thì các bạn có thể tạo ra được rất nhiều các phần mềm khác nhau, ý tưởng khác nhau để vào cái cuộc thi đó. Thì cái hôm mà thi đấy thì là ban giám khảo sẽ ra một cái đề nó vừa cụ thể mà nó cũng vừa có tính chung chung. Thì em đó có thể là vừa làm cụ thể theo đề bài của ban giám khảo, vừa có thể mở rộng để tạo ra những kịch bản khác nhau, những ứng dụng khác nhau. Đấy, nó cái hay nó vừa đóng nó vừa mở là vì vậy. Thì chúng ta sẽ xung quanh cái vấn đề là học tiếng Việt này nhé. Thì hôm trước chúng ta đã làm quen một cái bộ dữ liệu là bảng chữ cái tiếng Việt. Hôm trước chúng ta làm quen là với một cái hôm trước chúng ta làm quen với một cái bộ dữ liệu gốc, một cái một là cái bảng bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Đấy. Thì bảng tiếng Việt là nó có hai nó có bao nhiêu rồi, nó có 29 chữ cái đấy, nhưng như lại nó có là nó là 29 chữ cái, cái bảng chữ cái tiếng Việt đấy của chúng ta. Nó là cái buổi hôm trước nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen một cái buổi một cái khác một chút.
Hôm trước chúng ta đã làm quen với em này. Bạn đợi tôi một chút để tôi tìm lại cái cuốn sách trước tôi viết cho bạn lớp nghe nhé. Tức là gì? Tức là chúng ta hôm trước tôi đã cho các bạn là làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt, tôi gồm có 29 chữ cái. Gồm có đủ âm thanh, hình ảnh và cái bộ chữ nữa. Thì cái bản này gồm có là một là cái nó là bản thân nó là cái bộ chữ cái, một cái bộ chữ, một cái bộ mặt chữ. Hai là cái hình ảnh chữ đúng không? Nên là đây hình ảnh, một lần nữa là cái âm thanh phát âm của chữ cái đó. Đấy, thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái phần mềm mà để học xung quanh cái chuyện là học và chơi liên quan đến cái em bản chữ cái này. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen một cái bộ thứ hai cũng rất quan trọng. Cái bộ này là bộ rất quan trọng nhé. Cái bộ trên này chỉ có đề là nhận mặt chữ cái, phát hiện bảng chữ cái và chỉ vào chữ cái để đọc thôi, chứ chưa viết thành chữ được. Muốn tạo chữ được ấy thì chúng ta phải viết nó ra. Mà muốn viết như vậy chúng ta cần các cái ký tự liên quan tiếng Việt. Hôm nay chúng ta sang một cái bảng thứ hai rất quan trọng. Bảng này là nó là cái bảng chữ Việt hay là bảng các ký tự Việt. Chờ tôi kiểu đó là VN tra như này nhé, chữ A. Đấy, kiểu như này nhé. Thì gọi là không bất cứ một cái từ tiếng Việt nào là hợp của các cái từ, các chữ cái tiếng Việt này, các cái từ các cái ký tự Việt này. Ví dụ nhé. Ví dụ tôi viết chữ là Việt, Việt Nam. Tất nhiên là cả cái từ trống nữa thì tôi gồm này. Gồm chữ V này, chữ V này, Y này, chữ Y này, chữ E này, E nặng E này, đúng không? Chữ T này, dấu cách là phải có nhé. Rồi chữ N nhé, rồi chữ A và chữ M. Như vậy là có chữ 1, V này, Y này, E này, T này, dấu cách này. Dấu cách thì không tính, dấu cách thì hình như phải có rồi. N A M. Thì như vậy là mọi cái chữ tiếng Việt đều là hộp gại của những cái ký tự tiếng Việt hay là ký tự Việt. Thì cái bảng ký tự Việt này là bao nhiêu có? Nó có là 89 từ, 89 chữ cái, 89 ký tự Việt. Chúng ta chú ý nhá. 89 ký tự Việt. Cái này học sinh sẽ được học trong lớp 1 được học xong hết cả một cái 89 ký tự này. Thì chúng ta sẽ làm quen với cái bộ 89 ký tự này nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen và chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ làm quen và chúng ta sẽ từ cái bộ này nó rất phong phú này, chúng ta sẽ tạo ra được cái bộ này sẽ tạo ra được rất rất nhiều trò chơi, rất rất nhiều bài học. Các bạn chú ý nhé, nó là một cái bộ rất rất quan trọng. Từ cái bộ này nó suy ra được rất nhiều những phần mềm, rất nhiều những ứng dụng, rất nhiều những cái bài học, rất nhiều những cái trò chơi, các cái game khác nhau mà liên quan đến chữ Việt. Vì mọi cái chữ Việt, mọi cái từ chữ Việt đều là tạo bởi 89 ký tự này. Chúng ta cùng nhau làm quen nào. Đây nhé. Thứ nhất cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào lỗi cho copy gọi ra. Bây giờ chúng ta hãy đưa vào đây nhé. Chúng ta sẽ mở cái trên máy tính có sẵn rồi. Chúng ta mở nó ra thôi. Cái file đó là vn-tra sprite 3 đó. Cái file này là cái file mà hôm nay tôi cho các bạn rồi đấy. Chúng ta mở ra thôi. Chúng ta mở nó ra. Nó đưa vào. Đấy. Thì đây chính là một nhân vật thôi. Nhưng mà ảnh của nó, hình ảnh của nó đây. Đây là toàn bộ tất cả các cái từ tiếng Việt đây. Các cái chữ tiếng Việt. Các cái chữ mà để tạo nên các cái từ Việt nhé. Nó lớn lắm chứ không phải là chỉ có là 29 chữ cái đâu. Nó tổng cộng của nó là 89 nhá. 89 chữ cái. 89 cái từ, cái tự. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, như vậy tôi làm sẵn cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc bạn có thể sửa sang, có thể vẽ lại cho đẹp tùy các bạn nhé. Nhưng mà có đây tôi làm sẵn để chúng ta thực hành thôi nhé. Đó,
và bên cạnh đó là âm thanh, là có đủ các âm thanh mà để đọc lên cái từ này, cần đọc lên cái chữ này. Chú ý rằng là không phải là cái chữ cái nào, cái từ nào cũng có là âm thanh kèm theo đâu, có một số thôi, không phải gần hết là có. Và để tôi chịu xem ví dụ, tôi cảm nhận đây, tôi biết đấy nhá. Chúng ta tạo nên cái âm thanh này, có cái âm chữ tên của nó là trùng với cái bằng vừa cùng dùng với cái tựa nhé. Đây chữ A này, nghe này. À. Đấy. À. À nhé. À. À này. À. À này. À này. À. Đấy. Như vậy là có đủ nhé. Như vậy là cái, tất cả các cái âm thanh này cũng có trùng với cái có tên của nó trùng với cái tên của chữ cái. Được chưa? Nhưng mà riêng đây là riêng của nó thêm một chút nhé. Thì trong các nó luôn trong cái bảng chữ cái của Việt Nam thì cái bảng cái tự Việt Nam này này thì có 12 cái 12 hay là bao nhiêu nhỉ? Có 10 cái tự là không có âm thanh. Riêng nó ra là không có âm thanh, thì tôi mô tả cho các em nhé. Chờ đợi tôi một chút nhé. Đây, tôi muốn cho các bạn xem nhé. Tất cả đều có âm thanh hết, nhưng mà riêng có 10 cái này là không có này. Các bạn chú ý nhé, cứ thông một chút đây. Có 10 cái ký tự thuần Việt, có 10 cái ký tự Việt. Ký tự Việt đấy, ký tự Việt thì nó không có âm thanh. Không có âm thanh kèm theo. Nó chỉ đi âm thanh đi kèm đi âm thanh với các cái âm cái vần thôi. Mình không có, nhất là cái từ này này. Đó là cái từ kia chữ cái á, chữ cái ớ nhé. Á ớ là có, nhưng mà là á mà có dấu sắc cái này là đâu không có này. Này. Huyền này, sắc này, hỏi này, ngã này, nặng. Thì năm cái này không có, nhưng mà ớ thì có là ớ huyền này, ớ sắc, ớ hỏi, ớ ngã. Ừ, nặng. Thì riêng 10 cái tự này là nó không có âm thanh kèm theo, nó không có tên âm thanh chính thức, mà nó chỉ âm thanh của nó chỉ có đi kèm với các chữ cái chữ thôi. Ví dụ là chữ á là mình ăn, thì là từ ăn đúng không nào, á ăn mà có chữ hỏi thì là ẩn, có là có, nhưng mà cái á không thì nó không, hỏi này thì không có nhé. Đấy. Riêng cái này thôi thì hiện nay trong cái phần mềm mà cái dữ liệu mà tôi đưa cho các bạn xem là như này nhé, để cho các bạn xem này. Lấy ví dụ là chữ chữ này có nhé, cái chữ này là âm thanh, chữ này là số 7 nhé, để số 7 đây. Số 7 là có này, là á này. Còn cái chữ này không có, thì tôi đưa vào âm thanh như này nhé. Đấy, 5-10 cái từ này không có này. Đấy, chú ý nhé. Như vậy là đây là một cái để chúng ta có thể là cho học sinh làm thành cái phần mềm máy hay, họ biết nhận biết được là cái tự nào thì có âm thanh, cái tự nào thì không. Còn lại là có hết nhé, tất cả các tự khác đều có hết. Cờ. Như vậy là 89 cái tự trừ đi 10 là còn là 79. Như vậy là ở trong cái dữ liệu mà tôi được các bạn ấy là có 70 có là 89 cái ký tự Việt, thuần Việt. Và kèm theo là 79 cái âm thanh kèm theo. Riêng 10 cái chữ mà 10 cái ký tự đó, cái tự mà không có âm thanh ấy, thì tôi đưa vào đây một cái âm thanh phụ, nghe nó cơ thể như là nó biết ngay là không có gì. Được rồi, thì chúng ta cùng nhau như vậy đây là cái bộ gì, đây là cái bộ liên quan đến cái hình ảnh và âm thanh, nhưng mà chưa có chữ. Bây giờ tôi sẽ phải tạo ra một cái bộ dữ liệu mà liên quan đến cái chữ, liên quan đến phần tích, phần văn bản của cái rượu này nhé. Bây giờ tôi tạo ngay bây giờ đây. Bây giờ tôi tạo ra đây, tôi tạo ra một cái list đây. Một cái list nhé. Đặt tên nó là VN cha như này nhé. Đấy. VN cha. Và tôi đọc từ màn hình cái phần tích đấy, cái phần này phần gửi cho các bạn rồi đấy, phần này này. VN cha. Đây chính là danh sách là 89 cái tự tướng đấy. Hãy đưa vào hết nhé.
Như vậy là chúng ta đã có đủ một cái bộ dữ liệu nhé. Nhưng mà cái bộ dữ liệu bao gồm này, bao gồm là hình ảnh này, hình ảnh này chưa, từ 1 cho đến gì, từ 1 cho đến 89, âm thanh tướng từ 1 đến 89, trừ ra 10 cái tự kia thì âm thanh nó có nhưng mà nghe nó không rõ, nghe nó xoạch một cái thôi nhé. Đó, và 89 cái mặt chữ, cái text liên quan đến các cái âm thanh này, các cái dữ liệu này, 89 nhé. Đấy, như vậy chúng ta đã có đủ. Nhưng như vậy là với cái bộ dữ liệu mà tôi được các bạn ấy, là chúng ta có đủ một cái bộ dữ liệu gốc ban đầu. Bộ dữ liệu này là rất quan trọng. Cái bộ dữ liệu này là rất quan trọng nhé. Đây. Như vậy là cái bộ dữ liệu của chúng ta, cái bộ dữ liệu, bộ dữ liệu nó gọi là VnCha nhé, VnCha hay là các cái tự Việt, các cái tự Việt thì nó gồm có 89 phân tử, bao gồm là hình ảnh là một nhé, hình ảnh, âm thanh trừ ra 10 cái âm thanh kia, mười cái chữ cái kia, và cái phần dữ liệu text, dữ liệu văn bản là cái dãy gồm có là 89 chữ cái đó. Thì như vậy là mọi cái chữ cái đều mọi cái từ tiếng Việt thuần Việt đó đều có thể là kết hợp của những cái này. Được rồi, như vậy chúng ta cùng nhau nhé. Bây giờ cùng nhau làm một số cái viết một số những cái chương trình đơn giản cho cái phần này nhé. Bây giờ đầu tiên là một bài tập đầu tiên. Bài đầu tiên là chúng ta tập gõ các cái chữ tiếng Việt trên màn hình. Tiếng Việt này có thể là nó là cái dấu, có thể là cái dấu, có thể cho phải gõ theo Telex thôi nhé. Thì bài 1 như sau, cái bản 1 đơn giản nhất. Cái bản 1 như sau, kịch bản 1 nhé, là tập gõ đúng các cái ký tự Việt, các cái tự Việt, được chưa? Giáo viên sẽ đưa ra các cái tự Việt trên màn hình thật to ra và học sinh nhìn vào đấy và gì, và gõ đúng như cô giáo nói là đúng rồi, không có sai là sai rồi, và chuyển sang một từ, một cái tự khác cũng là ngẫu nhiên, cứ như vậy nhé. Và đây là cái bản 1 là đơn giản nhất này, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài 1 nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Còn chúng ta sẽ làm, hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài để cho thấy rõ, và về nhà các bạn có thể mở rộng ra làm có rất nhiều cái bài tập khác, mà đây chỉ là những cái dạng bài tập, dạng kịch bản rất đơn giản thôi, còn chưa có kịch bản nào khó cả. Vì chúng ta cùng nhau làm cái bài đơn giản như này, bài 1 nhé. Đây, giáo viên sẽ, đây tôi đưa thêm một người là giáo viên đây, giáo viên. Thì giáo viên sẽ như sau. Giáo viên sẽ em chữ cái luôn để giữa màn hình nhé, để giữa đây. Đó. Giáo viên lại là giáo viên sẽ nói là em hãy gõ cái gõ đúng ký tự Việt ở trên màn hình. Và đợi cho học sinh học sinh là nhập, đúng không? Nhập enter thì giáo viên sẽ nói ngay là đúng hay sai. Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, ban đầu khi mà chúng ta vào chương trình ấy, thì chúng ta để chúng ta cho lập trình cho cái chữ cái trước nhé. Thì chữ cái này chúng ta để này chữ to rồi đúng không? Chúng ta sẽ đặt chế độ là gì? Đặt chế độ cho nó ẩn đi đã. Khi nào cô giáo bắt đầu vào bài luyện thì mới hiện ra. Như vậy đầu tiên vào chúng ta cho các chữ cái này là xuất hiện, chuyển đến vị trí là 00 giữa màn hình trước nhé. Đó, và sau đó chúng ta ẩn đi nhé. Đây, còn giáo viên sẽ thông báo như sau. Khi bắt đầu vào, tôi nói các em chuẩn bị gõ, các em hãy chuẩn bị gõ tiếng Việt đúng, các chữ cái tiếng Việt đúng nhé. Đấy, thì đầu tiên giáo viên thông báo như sau. Giáo viên thông báo là gì? Em chuẩn bị tập gõ
chữ Việt. Chữ Việt đúng, cho đúng. Được chưa? Sau đó là giáo viên sẽ lập tức là chuyển sang cái trạng thái. Khi xong cái này rồi thì xong hết cái này thì giáo viên sẽ gửi một thông điệp đi. Gửi một thông điệp mà hay làm luôn được tùy nhé. Chứ này chúng ta có làm luôn hoặc là chúng ta tạo theo thôi. Chúng ta làm lặp luôn đi. Thôi, người gửi tự thông điệp. Thôi được. Tùy cứ tùy nhé, không quan trọng lắm. Rồi, làm luôn nhé. Chúng ta, giáo viên sẽ vào ngay một cái vòng lặp vô hạn lần. Chúng ta có để vô hạn lần thôi. Được chưa? Giáo viên sẽ sinh ra một cái chữ cái ngẫu nhiên, một cái chữ cái ngẫu nhiên trong cái bảng chữ cái, trong cái bảng bảng mà ký tự tiếng Việt đúng hơn và hiện ra trên màn hình. Còn học sinh sẽ phải nhập vào có đúng, giáo viên nói đúng rồi, còn sai giáo viên nói sai rồi, còn chuyển sang thì tiếp theo cứ như vậy mà tập đơn giản nhé. Cho cái vòng lặp là vô hạn lần nhé. Tạm thời chúng ta làm một chương trình là vô hạn lần, hoặc là chúng ta làm chương trình là cho nó lặp khoảng là 10 lần cũng được, tùy các bạn nhé. Lặp 10 lần đi. Mỗi lần gõ là gõ 10 lần nhé. Cho đơn giản rồi. Giáo viên sẽ sinh ra một cái từ ngẫu, một cái chữ ngẫu nhiên, chúng ta sẽ tạm cái biến là gọi là CH nhé, CH này. Được chưa? Làm một cái chữ cái ngẫu nhiên đấy thì làm như sau. Giáo viên làm như sau, giáo viên sẽ như này. Đây, giáo viên sẽ đặt cái này là một chữ cái ngẫu nhiên trong cái bảng cái quái của chúng ta. Giáo viên làm như sau, giáo viên sẽ lấy chữ cái từ cái bảng chữ cái của chúng ta, từ cái này ngẫu nhiên nhé. Đây là trong VN tra này, CH lấy ở đây và lấy đâu, lấy một từ là ngẫu nhiên. Giáo viên sẽ chọn cái random từ 1 cho đến 89, ngẫu nhiên chưa, 89 nhé. Đó, lấy ra một cái tự là ngẫu nhiên, được chưa? Sau đó giáo viên sẽ yêu cầu là gõ, học sinh là gõ cái này nhé. Và đợi cho đến khi nào làm gõ xong thì thôi. Thì làm như sau này. Đây nhé, giáo viên đây tôi luôn tạo ra này. Sau đó giáo viên sẽ thông báo, gửi thông điệp để cho cái nhân vật này nó hiển thị. Đây, giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp cho nhân vật là chữ cái để hiển thị. Gửi một thông điệp là có tên là hiển thị, được chưa? Rất đơn giản, hiển thị. Đồng thời giáo viên sẽ luôn, giáo viên sẽ hỏi luôn nhé. Đây, em hãy nhập chữ trên màn hình. Trên màn hình, được chưa? Nhập xong thì đưa vào một cái biến là tạm cái, chúng ta tạm một cái biến là input. Đấy. Chúng ta tạm cái biến là input đây. Nhập đây nhé. Tạm cái biến là input. Input bằng cái gì? Input trên bằng cái này. Đấy. Sau đó giáo viên sẽ chờ. Cái từ này tôi làm nhé, để tôi đợi một chút chữ này để chờ cho nó hiển thị này. Sau khi hiển thị thì là phải chờ cho đến khi người dùng mà nhập xong rồi thì là mình làm tiếp nhé. Thì sau chúng ta sẽ làm cái như sau. Chúng ta sẽ tạo một cái biến để mô tả cái việc chờ đó. Như vậy chúng ta tạo cái biến có tên là làm xong rồi là done nhé. Done. Đấy. Thì sẽ rất bình thường thôi. Đầu tiên chúng ta đặt done nó bằng 0 trước khi chúng ta làm xong. Đấy, chúng ta đơn trên này. Đấy. Done bằng 0 nhé. Và tới đây thì giáo viên là chờ. Chờ cho đến khi mà người dùng nhập xong. Đúng không nào? Đây. Từ một chút nhé, từ có hợp lý chưa? Giáo viên sẽ phải chờ, phải wait này, wait until này, wait until cái input cái đăng này bằng
Để tôi một chút, hình như là không cũng đúng lắm. Các bạn đợi tôi một chút nhé. Tôi xin một chút nữa cho nào hợp lý. Khi mà nhập xong rồi thì nó phải là bằng... Không, đợi tôi một chút nhé. Không nên như vậy, chúng ta làm này là rất là khó nhé. Đây, chúng ta sửa lại. Cái người hỏi là giáo viên, thì cái người thông báo là giáo viên, thì sau đó là cái người mà hỏi phải là gì, phải là một người khác, phải là sân khấu. Thế cơ, chứ giáo viên không hỏi cho bên này là sai, nhưng tôi đợi tôi một chút, cho nên không chính xác này. Rồi nhé. Gửi thông điệp hiển thị, chữ sẽ hiển thị, đồng thời là sân khấu là người đưa ra cái gì, sân khấu là người đưa ra câu hỏi. Rồi, làm xong nhé. Sau đó giáo viên sẽ xếp đăn bằng không và chờ cho đến khi nào là wait until cho đến khi mà đăn bằng 1 thì giáo viên sẽ hỏi tiếp. Wait until đây rồi. Đây. Thế này đúng nhé. Đó. Đăn bằng 1. Chờ cho cái đăn bằng 1 thì mới hỏi thì mới làm tiếp. Còn cái bên này là bên này mới là cái người mà hỏi là sân khấu, chúng ta chuyển sang sân khấu đây nhé. Đây, sân khấu đây này. Đấy. Sân khấu khi mà nhận được cái thông điệp là hiển thị. Đây. Khi nhận thông điệp là hiển thị thì mới hỏi. Đây, em hãy nhập chữ trên màn hình và đợi. Nhập xong thì đặt cái đăn bằng 1. Đấy. Nhập xong đặt đăn bằng 1. Còn đây mới đúng này. Đó. Và đây là cái phần mà của gì? Phần của sân khấu. Bây giờ quay sang bên này nhé, khi mà nhận được thông điệp hiển thị cái chữ cái đấy, thông điệp hiển thị thì chữ cái này sẽ hiện đây, chữ cái này sẽ hiện nhé, lúc bây giờ mới hiện và chuyển sang cái gì, và chuyển sang cái trang phục chính là CH. Đó. Thế thôi, chờ ở đây. Đó. Ở quay lại đây nhé. Giáo viên khi mà người dùng mà nhập xong thì là đăn bằng 1, giáo viên sẽ kiểm tra và thông báo. Đây, giáo viên sẽ kiểm tra đây nhé. Lệnh if. Đó. If nhá. If mà cái if đâu rồi? If cái input của người sử dụng ấy mà nhập vào mà bằng CH thì là nhập đúng, còn không thì là sai. Đấy. Và đúng này, đúng cái từ này này thì là CH là đúng, thì lúc giờ thông báo là đúng rồi. Thông báo đúng rồi và chờ trong 2 giây. Đấy. Thông báo là đúng rồi nhé. Còn không thông báo sai rồi, chờ 2 giây và quay lại làm tiếp tục. Cứ như vậy. À, chỗ này có thêm một ít nữa nhé. Chỗ này khi mà gửi thông điệp rồi thì giáo viên sẽ viết một cái câu ở đây. Say ở đây nhé, say là em quan sát chữ trên màn hình và nhập chữ này và nhập chữ này. Đấy, nhưng mà đồng thời cả hai luôn nhé, cái này để ở đây này, cái này để ở đâu, cái này để ngay ở đây này, để ở trên này. Đấy. Chuẩn bị xong sau 2 giây nhé thì bắt đầu vào làm luôn. Để cho nó thành 5 giây đi. Thôi thế này thôi. Chúng làm thử, chạy thử nhé này. Rất đơn giản. Đó. Có tiếng Việt nhé. Đấy, chữ Y này. Chúng ta có chữ U này. Enter là nó sai này. Ôi, hello đâu ra. À đây tôi chưa làm đúng sai. Ở đây là đúng rồi nhé. Đúng rồi. Đây là sai rồi. Chúng ta thu âm thêm một âm thanh cho hay nhé. Ông giáo viên đây nhé. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là đúng rồi. Rất đơn giản. Sai rồi. Sai rồi. Đây sẽ là sai.
Được rồi, và bây giờ chúng ta lập trình cho giáo viên. Đây nhé, chữ này sẽ là đúng rồi này. Sai, sai nó sẽ nằm ở đây. Sai nó sẽ nằm ở trên này. Đấy. Đúng chỗ cũng nằm ở đây. Đúng. Đấy. Được chưa? Tôi chờ chạy thử cho đầu cho các xem nhé. Đây. Bắt đầu này. Quan sát nhé. Sau 5 giây này, chữ D này. Chúng ta gõ D này, Enter này. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuyển sang chữ E này. Đấy. Đúng rồi. Được chưa? E này. E sắc E này. Đúng rồi. Cứ như vậy thôi. Làm liên tục trong để làm trong 10 câu hỏi như vậy. Mình tập gõ đúng tiếng Việt nhé. Nhưng mà đây là cái bài tập mà cái bài học đầu tiên đơn giản nhất liên quan cái bộ chữ cái này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ ghi lại này, ghi lại đây là cái bài đầu tiên của hôm nay này. Mình làm bài số 12 nhé. Làm bài 1. Tập gõ ký tự Việt nhé. Ký tự Việt. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm xong bài số 2. Bài số 2 sẽ khó hơn một chút nhé. Bài số 2 là như thế này. Vẫn là bài này nhưng là bài số 2 ta vẫn phải dùng cái này nhé. Tôi chỉ sửa lại thôi, tôi vẫn quan trọng nhất là vẫn dùng cái này. Bài số 2 là như sau này, cái bản 2 như sau nhé. Tôi làm bài số 2 vẫn là bài vẫn dựa trên cái bộ dựa trên cái bộ này. Đây cái bản 1 nhá, mình tôi làm cái bản 2 này. Cái bản 1 là giáo viên lần lượt đưa ra các cái chữ tiếng Việt, các cái tự Việt, chữ tiếng Việt và yêu cầu. Người chơi nhập tiếng Việt. Gõ từ bàn phím, gõ tiếng Việt, gõ đúng từ bàn phím. Được chưa? Bây giờ sang kịch bản 2. Bài 2 là như sau nhé. Là chúng ta có các cái bây giờ chúng ta có các con vật này. Đây trên màn hình này nhé. Ở trên màn hình là như thế này. Đây. Chúng ta ở bên trái sang phải nó có con vật, có con cua này, con cá này, con mèo này, con chó này. Con vật nó đeo một chữ ở đây. Con vật này đeo chữ A, con vật này đeo chữ Y, con vật này đeo chữ đeo trên mình nó đấy. Thế thì trên mình nó là cái chữ E nặng, con vật này đeo chữ ớ chẳng hạn. Đó. Chưa? Và liên tục sân khấu sẽ hỏi câu hỏi là em hãy nhập cái chữ nhập 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 chữ đã nhìn thấy nhập 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 chữ trên màn hình tao nhập enter nhanh. Nếu mà nhập đúng ấy thì cái chữ đúng đó sẽ biến mất nha, sẽ biến mất và được tặng một điểm. Còn nếu được chữ này mà chạy ra khỏi màn hình vẫn chưa có đúng ấy thì lại bị trừ điểm. Có đúng thì nó kêu nó kêu lên một tiếng là đúng rồi, còn nó để nó va nó rơi khỏi màn hình đây vẫn chưa có đúng ý. Thì nó kêu pop một cái và bị trừ một điểm. Có đúng thì được cộng một điểm, nhưng mà có hai trừ hai cái chữ cùng đúng cả thì được hai điểm. Cứ một cái gọi đúng cái từ mà cái từ này nó bị mất đi, nó rơi xuống mất đi thì được một điểm. Còn cứ va đầu phải cái trượt ra khỏi cái màn hình này thì bị trừ đi, trừ một điểm. Cứ như vậy nhé, làm trò chơi này làm trong trong 30 giây để kết thúc, được chưa? Coi như một cái trò chơi tập gõ nhanh các cái chữ tiếng Việt trên màn hình. Như vậy cái bản hai vẫn là cái bản đơn giản thôi, là chỉ gõ từng ký tự một thôi chứ chưa phải là gõ hẳn một từ dài.
sang cái bài tập số 3 chúng ta sẽ làm khó hơn, là cái bài cũng tương tự như thế này nhưng mà là gõ hẳn cái từ dài, một từ như là ví dụ như là con dao hay là mặt trăng hay là mặt trời hay là máy tính, từ dài như vậy. Đó là sang cái phần 3, bài số 2 là tăng đơn giản như vậy nhé. Như vậy như sau này, chúng ta sẽ cái rồi nhưng mà chúng ta sẽ tạo ra cái các cái nhân vật này này là một nhân vật thôi. Ta dùng clone. Clone là để nó clone này nó có nhiều hình con vật và nó mỗi lần hiện ra nó hiện một cách ngẫu nhiên, và mỗi những con vật này nó sẽ đi kèm theo là một chiếc cái. Chiếc cái này là đi kèm cái tự này là sinh cũng là ngẫu nhiên và đi kèm với cái nhân vật này. Và nó chạy từ bên phải sang bên trái. Đấy. Trong quá trình chạy, nếu mà người dùng mà gõ đúng ở đây thì nó có một lệnh, có một cái thông điệp thông báo là cái này nó phải mất đi, nó sẽ bị xóa cái clone đi và được tăng điểm. Còn nếu mà đi xa khỏi bên kia, hết bên này mà vẫn chưa bị xóa thì sẽ bị trừ đi một điểm. Được chưa? Và tổng cộng thời gian là 30 giây. Được chưa? Chúng ta làm bài này nhé. Nhưng mà bài này chúng ta không cần cô giáo nữa, chúng ta có thể xóa cô giáo đi mà chúng ta làm việc với cái thôi, với kia nhân vật này thôi. Chúng ta để nguyên như này nhé. Đỡ phải điểm lại. Xóa đi này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một nhân vật mới. Nó là một cái nhân vật bất kỳ nhé. Đấy, chúng ta tạo ra một nhân vật bất kỳ. Con mèo đi. Đấy, con mèo nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chúng ta bỏ đi này. Bây giờ chúng ta sẽ có mèo đây này. Con mèo nhé. Con mèo này bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một vài nhân vật. Con mèo nhé, nhân vật số 2 này tôi tạo ra. Đây, tôi tạo ra con số 2 này, bất kỳ thôi mà nhé. Con ong này nhé. Nhân vật cho thành ngẫu nhiên thôi. Nhân vật số 3 tôi chọn là gì? Tôi chọn là con gà con. Nhân vật thứ tư tôi để khoảng 5-6 cái nhé. 5-6 nhân vật chọn hay thôi. Con cua nhé. Đấy. Nhân vật 4 rồi, tôi làm 5 nhân vật thôi. Nhưng mà thứ 5 là ta chọn con gì? Thứ 5 con cá nhé. Như vậy chúng ta có là một là con mèo này, hai là con này này, ba là con này này, bốn là con này này, năm là con này này. Được chưa? Bé như vậy nhé. Con vật này nó sẽ đi chạy từ phải sang trái và nó có cái chữ nó hiện lên ở phía trên này, ở miệng của nó này. Đấy, nó dần hiện ra. Chúng ta phải dùng cái lệnh say để nó hiện ra thôi, rất đơn giản thôi. Nó chạy ra bên này. Các hình này là ẩn đi hết nhé. Đó. Thì như sau này, bây giờ như sau, bây giờ tôi lập trình cho bây giờ mỗi một cái nhân vật này là nhân vật này là nó hiện đang nhân vật này là không dùng gì cả. Tôi để cho ẩn đi, tôi không cần nó nữa nhé. Tôi hai này. Được chưa? Đấy. Ẩn đi nhé. Rồi bây giờ là chúng ta làm như sau. Bây giờ là chuyển chính cho con này là chính này. Đấy. Như sau chúng ta sẽ làm như sau nhé. Tôi nói thử một chút này. Thì như vậy chúng ta có một nhân vật là con mèo hay là động vật đi. Con vật nhé. Con vật này. Chúng ta dùng clone. Chúng ta tạo ra hai cái biến như sau. Hai cái biến riêng nhé. Một cái biến là đầu tiên là ID. Và một cái biến đặt tên riêng là cha. Đấy. Biến ID như sau. Bên đi nghĩ sao? ID bằng 0 thì đó là nhân vật gốc. Nhân vật gốc nhé. ID bằng 1 thì đó là clone. Đấy, clone. Còn cái cha là một cái chữ ngẫu nhiên mà gắn với con vật này, nhân với clone này, đó là clone nhé. Đấy. Và con vật là khi xuất hiện ấy, thì nó sẽ luôn hiển thị cái cha này đi kèm với nó luôn. Cái này cũng là ngẫu nhiên từ cái bảng chữ cái của chúng ta. Được chưa? Đó, ngẫu nhiên hết nhé. Như vậy là chúng ta cứ tạo ra con vật cứ khoảng sau 3 giây thì xuất hiện cái clone và nó chạy từ bên trái sang bên phải. Với cái tọa độ y là ngẫu nhiên, x thì chạy từ trái sang phải.
trong quá trình chạy đó thì luôn luôn là gì, luôn luôn là người dùng sẽ phải chặn các câu hỏi như sau. Mình sẽ làm như sau nhé. Đây sân khấu sẽ là người hỏi, được chưa? Đấy, thì như vậy là như sau này, mình ta cùng nhau làm lập trình nhé. Ở đây này, lập trình cho lập trình cho con vật này là xuất hiện từ trái sang phải và hiện ngẫu nhiên đã nhé. Hiện là clone chạy từ trái sang phải và chúng ta cứ cho chạy đã, chưa được hiển gì cả. Mỗi nhân vật như vậy là hiển thị là ngẫu nhiên này, chỉ vị trí ngẫu nhiên này, chạy trái sang phải này, và mỗi nhân vật là chứa một cái từ ngẫu nhiên nhé. Rồi chúng ta làm thử nào. Đây bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta lập trình cho nó nhé. Hiện ban đầu đây thì nhân vật mẹ chúng ta sẽ ẩn đi, nhân vật mẹ chúng ta ẩn đi nhé. Chúng ta hai và chúng ta đặt gì, chúng ta đặt cái tháp số đây nhé. Tôi xóa cái này đi, này tôi không cần nhé. Này còn không hết rồi đúng không? CH tôi không cần này, đăng không cần này, input thì cần nhé, input là dành cho người dùng vẫn cần. Bây giờ thì như sau chứ nhá, bây giờ là tôi tạo cho con cá này, đây, con này nhé, tạo nhân vật là riêng, có chú ý chọn là cái biến là biến riêng nhé, biến ID là riêng này, biến ID là biến riêng nhé, chú ý nhé. Khi về với clone là biến cái biến ID này phải là riêng. Đấy. Biến riêng thứ hai là cha. Là cha nhé, cha. Đấy, cha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đây. Khi mà ở đây nhé, thôi tôi làm thêm cái đây, tôi tạo thêm cái biến là biến score nhé, score là điểm số này, điểm số ở đây nhé, và tạo thêm một biến nữa là biến time mà thời gian nhé, thời gian. Đấy, được chưa? Cái biến này để trên này rất dễ nhìn, được chưa? Thì cái người mà tạo ra cái điều khiển chung đó thì chính là gì? Chính là cái anh này, sân khấu nhé. Sân khấu này, sân khấu khi bắt đầu chơi này, khi bắt đầu chơi là sân khấu sẽ là người điều khiển chính này. Sân khấu đặt như sau, sân khấu đặt cái thời gian là không, thời gian là không, và đặt cái score là không, thấy chưa? Đấy, sau đó như sau. Sau đó là sân khấu sẽ là lập liên tục, tăng thời gian liên tục cho đến khi nào mà 30 giây thì dừng lại. Sân khấu sau như sau, sân khấu sẽ lập liên tục repeat nhé. Đây, lập liên tục repeat until. Until cái gì? Until khi nào mà gì? Until trước khi nào mà cái thời gian, cái time nó bằng đúng 30 giây thì dừng lại. Đây. Khi mà cái time mà này nó bằng 30 thì dừng lại. Vậy là sau mỗi 1 giây. Đây, chúng ta vào cái này, sau mỗi 1 giây, wait 1 giây thì chúng ta tăng cái thời gian, tăng cái time lên 1 đơn vị. Được chưa? Đấy, tăng lên 1 đơn vị như này. Được chưa? Không, đây tôi để như này nhé. Ở đây sẽ là sân khấu sẽ khi mà nhập trong cái này, sân khấu sẽ gửi thông điệp để bắt đầu trò chơi, đặt tên là start nha. Start. Để làm lý nhất start này. Đấy. Ở đây chứ. Start. Đó. Được chưa? Đây. Bắt đầu là bằng 0 nhé. Khi start thì lập liên tục cái tăng nghĩa time lên, khi nào mà time nó bằng gì, time nó bằng 30 thì dừng lại, 30 sau đúng 30 giây nhé. Đấy. Khi start ấy thì bắt đầu như sau. Đây tôi làm chỉnh cho cá nhé. Khi mà start được chưa, thì cá sẽ liên tục nhé. Đây, cá sẽ lập liên tục này.
Để tôi kiểm tra một chút xem như nào nhé. Để tôi làm thêm cho yên tâm. Một cái lệnh nữa là nếu này, nếu mà cái ID bằng 0 thì tôi mới làm. Để cho nó yên tâm nhé. Tôi chỉ làm việc với nhân vật gốc thôi. ID bằng 0 thì bắt đầu nó sẽ liên tục như sau. Nó sẽ như sau là nó sẽ là lặp liên tục forever đi. Forever. Đấy, liên tục nhé. Liên tục như sau này. Liên tục như sau, chúng ta làm như sau này. Nó sẽ tạo clone, nhưng mà tạo clone như sau, nó sẽ với clone nó sẽ đặt như sau, nó sẽ đặt là như thế này, nó sẽ đặt ID. ID của clone nó sẽ là 1. Yeah. Vậy là clone là tính nhắc lại một chút là ID bằng 1 là clone mà không là nhân vật gốc mà. Đây thì nó là cái này. ID bằng 1 này nhé. Yeah. Và set cha là cái tự bất kỳ trong bảng chữ cái, chúng ta sẽ phải làm như sau, chúng ta phải lấy cái bảng chữ cái ra đây. Bảng chữ cái chúng ta nó là cái này. VN cha. Và lấy phần thưởng ngẫu nhiên. Lấy phần thưởng ngẫu nhiên là cái random từ 1 cho đến 89. 89 ở đây. Đấy, đưa vào đây này. Đấy. Chưa? Cha. Thì như vậy là cái cha này này, cái cha này và cái cha này và cái ID là hai cái tham số thuộc tính riêng của từng cái clone 1. Tạo xong rồi cái này rồi thì là nó sẽ tạo ra. Đây. Tạo clone. Đấy, tạo clone này. Nhé. Tạo clone xong rồi thì nó chờ sau khoảng 2 giây thì nó tạo ra một clone khác. Cứ như vậy. Wait khoảng 2 giây. 2 giây. Hoặc chúng ta muốn cho nó thật là hay, chúng ta để cho nó được 2 giây đi. Hoặc để cho một cái thời gian ngẫu nhiên cũng hay. Để cho một thời gian ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên từ 1 đến 5 giây. Đó. Nó lại quay lại đây mà cứ thế liên tục ra những cái rồi bây giờ tôi lập trình cho clone nhé. Khi clone mà ra thì sao? Đây là lập trình cho clone. Nếu mà đây khi clone, khi tạo ra clone rồi thì lập trình như sau nhé. Thì clone sẽ đầu tiên clone là nó hiện ra, bìa nó hiện này, show này, thấy chưa? Và nó đặt như sau. Nó sẽ go to đây. Đây. Nó go to đến cái vị trí x thì là vị trí là -240 ở bên trái nhé. Y là một cái ngẫu nhiên được khoảng là từ -150 đến 150 đi, từ 130 cho nó đừng hay quá, cho 130 130 hay 150 cũng được. Được chưa nhé? Đấy. Và nó bắt đầu chạy liên tục sang phải nhé. Thì như sau này. Nó lại lặp liên tục lần nữa ở đây nhé. Nó là đây, forever ở đây này. Đấy. Forever ở đây nhé. Là nó move. Đây nó phải cho cái lệnh là nó phải quay sang bên phải. Trên này. Đấy, trên này nhé, quay sang phải. Đấy. Từ cho nên cho nó chạy nó phải hiện ra cái con chữ số ở trên mình nhé, nó dùng này, nó dùng cái lệnh là say thôi, say, đây này, say nhé, say cái gì, say cái CH, chúng ta nhớ lại cái CH là cái biến riêng của nó, CH đây này. Cha cái cha này. Như vậy là vật đó là luôn là hiện ra cái chữ cái cha ở cùng với nó mà, đây là cái clone của nó mà, và nó khiến chạy sang bên phải, chạy chậm thôi. Đấy. Chạy một cái vận tốc chậm khoảng từ 2 từ 2 cho đến hai cho đến 10. Chưa? Chạy sang phải như vậy thì sao? Nếu mà gặp bên phải đây nhé, nếu mà nó chạm phải thì nó sẽ tự động xóa đi, kêu pop một cái nhé. Đây, if
Nếu như mà cái tọa độ x của nó mà lớn hơn 240 thì nó tự động nó cũng xóa đi. Đấy. Nếu như mà cái tọa độ x của nó đây. Nhưng mà x position mà lớn hơn 240, 240 thì bị trừ đi một điểm. Thì chúng ta dùng lại là change change score by -1 -1. Và cho nó kêu pop cái nhé. Có lệnh pop không? Đây chỉ đây là lệnh chúng ta thêm âm thanh đi. Thì không phải mail mà chúng ta thêm âm thanh là pop đi. Pop. Nhé. Đấy. Thêm âm thanh là pop. C. Đấy. Pop và sau đó xóa cái luôn. Delete. Được chưa? Có thể như ta thử thế nhé. Cho chạy ra ngoài, mình tôi thử dọn xem cái này. Đây này. Chưa ra. Một hai như thế này. Sao nó chưa ra như chuyện nhỉ? Để đợi một chút nhé. Chúng có lỗi lỗi ở đâu nhé. Thầy kéo lên cho con xem được không ạ? Gì cơ? Kéo lên cho con xem. Đây đây. Tôi hiểu sao nó sâu rồi mà nó chuyện này, tôi đang xem lỗi chỗ nào nhé. Chân nữa cơ ạ. Cái gì? Lên chân cơ ạ. Trên à? Dạ. Thì tôi đang kiểm tra xem sẵn lỗi ở đâu nhá, có thể lỗi chỗ này này, để đợi một chút nhá. Đây này, tạo này. Set này. Oh, tôi lại làm cái khác cho nó chính xác hơn nhé. Luận chỗ nào đó thôi, tôi cứ đợi tôi một chút nhé. Tôi để cái này vào đây. Tôi để vào đây vừa đây nhé. Tôi để cái này vào đây. Để cái này vào đây. Đấy, nếu cái này nhé. Nếu cái này này. Sau đó là chờ. Ở đây tôi làm thêm lệnh nữa đây à, vì sao không làm được, vì sao, vì như này này, sau khi mà tạo xong rồi thì tôi phải đặt lại cho nó bằng không đây à, chưa làm, thậm chí còn chưa có luôn. Tôi phải đặt lại ID bằng không ạ. Gì cơ? Tôi phải đặt lại ID bằng không. Đúng rồi, chưa đặt, đợi tôi một chút, chưa đặt một tí nào cả, nếu nó lỗi là phải đây, set cha bằng không này và set ID bằng 0 này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế này nhá. Đó. Sau đó ở đây này. Ở đây phải làm thêm một chút nữa đây này. Đợi một chút. Ô. Đây chỗ này nhé. Sau khi mà tạo xong nhé. Tạo xong clone này thoát ra sau khỏi chỗ này thì phải đặt lại cái này. Đặt lại cái này. Đấy. Xong đó ra đây quay lại. Đấy. Thì mới được nhé. Quay lại là kiểm tra lại. Đấy. Nào thử nào nó đúng không nhé. Đấy nó đi ra đấy. Đấy. À nó chưa chuyển rồi, đợi cho nó chuyển đấy đã. Để cho nó tôi vào cho nó chuyển trang phục ngẫu nhiên đã. Đây, ở đây nhé. Đây, ở đây này. Chuyển trang phục ngẫu nhiên ở đó. Chuyển trang phục ngẫu nhiên của chúng ta là bao nhiêu, từ 1 đến mấy? Từ 1 đến 5 nhé. Chuyển trang phục ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Đây.
từ 1 đến 5. Chậm hơn này, đây là 3 này, chậm thì chậm hơn đây nhé. Đấy. Đấy, thấy chưa? Chậm nữa đi, chậm nhanh quá. Ở đây vẫn là 3, ở chỗ này này. Chạy này, chứ là chạy từ 1 đến 2 thôi, từ 1 cho đến 3 thôi. Đấy. Được chưa? Đó, không to sẽ nhìn con dượn đầu nhé. Ý ơ ụ để thấy không nào? Đó. Chúng ta phải gõ đúng cái này nhé. Khi bắt đầu chạy là người dùng là sẽ phải nhập luôn tất cả những cái này. Ủa. Cho nó thưa một tí nhé. Chỗ này thưa, chỗ này hơi bị lâu, chỗ này. Chỗ này. Quay từ 2 cho đến 2 cho đến 7 giây đi. Đấy. Đấy, rồi nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm này. Liên tiếp nhé. Khi bắt đầu chạy rồi thì là lập tức là sân khấu, là sân khấu là cái người mà chuyên môn hỏi. Được chưa? Đây, chúng ta cùng nhau làm cái này nhé. Đây. Đây. Sân khấu đây nhé. Đây. Khi bắt đầu trò chơi này, đấy, bắt đầu vào start nhé, thì sân khấu là người hỏi. Sân khấu sẽ vào cái vòng lặp vô hạn lần và bắt đầu hỏi nhé. Bắt đầu nhập này. Đấy. Nhập ký tự. Nhập ký tự trên màn hình. Nhập ký tự nhìn thấy trên màn hình. Trên màn hình nhé. Đấy. Nhập xong thì đặt input bằng bao nhiêu? Nhập xong thì đặt input bằng chính cái đáp án đó. Đây. Nhập xong thì đặt input đâu. Đây trên đây là người hỏi nhé. Đây. Answer này. Được chưa? Đó. Khi mà người dùng nhập xong rồi thì sân khấu là phải thông báo sang cho cái nhân vật này nó mới kiểm tra được nhé. Thì ở đây như sau này, sẽ phải thông báo là xong rồi. Đây, sẽ gửi thông điệp là xong. Mỗi lần mà nhập xong thì sẽ thông báo ngay là xong rồi, nhập xong. Khi nhập xong rồi thì nó mới bị cái mê. Đây, nhập xong là liên tục hỏi và liên tục hỏi, và người dùng sẽ gõ đáp án trên màn hình và nhập vào cái bến input, và nhập xong thì thông báo là nhập xong. Thì khi nhập xong rồi thì nhân vật này nó mới kiểm tra, được chưa? Đó, nó kiểm tra đúng thì nó sẽ thông báo và sẽ được tăng điểm lên, còn nếu sai thì cũng bị trừ điểm. Được chưa? Đây như sau này. Đây. Không sai thì không trừ điểm. Chỉ đúng mới được đặc điểm thôi, sai thì bỏ qua nhé. Đây này, khi mà nhận thông điệp là nhập xong thì như vậy đó sẽ kiểm tra. Này. Kiểm tra nếu mà cái input của người dùng ấy, của người dùng nhập ấy, đây này, input là chỗ nào? Đây, bằng dấu bằng nhé. Nếu mà cái người dùng input dùng nhập vào mà chính là bằng cái tham biến cha của bản thân người đó, và bản thân như vậy cha là cái thuộc tính của từng cái clone một, là cái chữ đi kèm cái clone đó, nếu bằng nhau chứng tỏ là đúng thì là kêu pop một cái nhỉ, kêu pop và kêu đúng rồi chứ hả, kêu đúng rồi chứ, và đúng rồi sau đó thì mới đúng hả, kêu đúng đi. Cái từ pop này dành cho là sai. Bây giờ chọn một cái công vật khác đi. Ôi, không biết dùng rồi. Ôi, tôi nhầm đúng nhé. Đúng. Chưa, đợi một chút. Đúng. Đấy, chỗ này. Đúng. Đúng. Đấy.
Đúng nhé. Rồi khi mà nếu mà này nếu mà đây, đây là thực cái này là áp dụng cho cái clone mà có cái cha này bằng chính là input của người dùng nhập vào, thì như vậy đó nó sẽ kêu cái clone đó nó sẽ kêu là kêu đúng cho đến khi xong. Khi xong rồi thì nó sẽ ẩn đi. Thì nó sẽ ẩn đi và nó sẽ xóa xóa clone đi. Xóa clone và đúng rồi thì nó sẽ tăng tăng điểm lên 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 1 nhé. Đây, chúng ta dùng cái lệnh này là change score by 1 ở trên này. Đấy. Điểm thì đúng nhé. Còn sau 30 phút thì stop. Đây, chúng ta chờ ở đây này. Đây, sau 30 phút nhé. Đây, sau 30 giây thì chúng ta dùng lệnh là stop on. Thì dừng toàn bộ. Dừng toàn bộ chương trình ở đây. Stop on ở đây. Đấy. Như vậy là xong một cái đây nhé, chạy thử này. À này, đúng đấy, thấy chưa, một điểm nhé. Đúng đấy, đúng chưa, đúng ba điểm rồi đấy. E thì phải đúng không? Đúng. E không đúng nhé. E Huyền đúng. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy là ý. Đúng. Đấy. Cứ như vậy thôi. Một cái bài, một cái trò chơi như vậy nhé. Hết giờ rồi. Đấy, như vậy được 6 điểm. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa mới làm, các bạn có thể cải tiến thêm. Nhưng mà ít ra đây là một phương án là hợp lý. Một cái trò chơi như vậy. Để gõ tiếng Việt cho nó đúng. Nhé. Đó, tôi đưa cái này thành cái bài số 2. Bài 2. Trò chơi. Gõ. Trò chơi gõ. Gõ ký tự. Ký tự Việt. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm sang bài số 3. Cái bản số 3 là khó rất là nhiều lần nhé. Cái bản số 3 là như thế này. Cái bản số 3 là như sau. Cái bản 3 là như thế này. Vẫn là giáo viên nhé. Cái bản 3. Chúng ta sang cái bản 3. Cái bản 3 tương tự như cái bản 1 nhưng mà là không phải hiện từng chữ cái mà hiện cả cái chữ. Tương tự cái bản 1 nhưng yêu cầu học sinh gõ một từ tiếng Việt đầy đủ. Được chưa? Thì V3 này là khó hơn nhiều. Bài 3 này chúng ta phải hiện chữ trên màn hình. Trên màn hình phải hiện rõ cái chữ to. Ví dụ như là chữ đề cô giáo đây nhé. Hiện ra cái chữ là chữ là học sinh như này. Học sinh. Chữ to để cho học sinh, để cho người dùng nhập theo chữ này. Nhưng mà chúng ta phải ghép các cái tự thành cái từ, thành cái chữ như này. Được chưa? Thì như vậy chúng ta khó hơn nhiều. Thì với bài này chúng ta sẽ phải, trước tiên chúng ta sẽ phải lập một cái hàm để nó hiển thị một cái chữ lớn trên màn hình. Được chưa? Đấy, thì bài này khó nhiều. Cái bài này khó nhất là cái thủ tục để hiển thị một cái từ tiếng Việt. Một cái từ tiếng Việt nhé. Từ ví dụ cái từ có tên là học sinh, là chữ mẹ em, hay là bố mẹ, hay là nhà trường, hay là Việt Nam, hay là máy tính, hay là một từ ngắn như tựa là ông bà cha mẹ, hay là con gà con vịt, thì tất cả các từ phải nhập cho đúng, gõ cho đúng tiếng Việt. Bài là tập cho học sinh tập gõ tiếng Việt đúng nhé. Rồi thì bài này gốc của nó là phải như sau. Chúng ta phải có một cái từ điển, các cái từ mà muốn cho học sinh tập gõ. Hai là phải có một cái hàm, một cái thủ tục để hiển thị một cái từ tiếng Việt hoàn chỉnh. Thì trước tiên tôi làm cái viết một cái hàm trước nhé. Bài này chúng ta không cần đến cái này nữa. Bài này tôi bỏ đi này, không cần này nhé. À bài này tôi ghi rồi đúng không? Bài này tôi ghi rồi thì sao? Bài này ghi rồi. Chúng ta làm xong bài 3 chúng ta bỏ cái này đi rồi. Được chưa? Cái này chúng ta không cần nữa, ta bỏ đi. Bài này là như sau, chúng ta vẫn cần một giáo viên để hiển thị ở đây. Hiển thị ở chỗ này nhá. Và bây giờ quan trọng nhất là chúng ta cần một cái thủ tục ở bên này để làm sao để hiển thị một cái chữ.
chúng ta tạo ra một thủ tục như sau. Một cái block, chúng ta tạo một cái block có tên là show hiển thị. Show show work, work như. Đấy. Chúng ta làm như sau. Chúng ta làm cái show là như sau, là show cái work này, nhưng mà bắt đầu từ cái vị trí, bắt đầu đầu tiên là đầu vào của nó là một cái work, một cái show ký tự đặt tên là work nhé. Work này nằm tại cái tâm điểm là x gì mới quan trọng, x gì y nhé, x gì y. Đấy, ta để như này nhé. Đó thì cái thủ tục này nó phải hiển thị, viết đây là chữ là Hà Nội chẳng hạn, Hà Nội chẳng hạn, thì nó sẽ phải hiển thị ra cho mình là chữ Hà Nội nhé. Còn tại vị trí là 00 thì chúng ta sẽ làm vì sao, chúng ta sẽ đặt vị trí đây là tâm của chữ đó nhé. Đây tôi làm như sau này, tôi tạo ra một cái thủ tục để hiển thị nhé. Thủ tục có tên là show, thủ tục là rất quan trọng nhé, show work. Nó có hai tham số, một là tham số là work, tham số thứ hai là x y. Đó rất quan trọng nhé. Và nó hiển thị như sau, x y là ở đây này, nó sẽ hiển thị cái từ work này có tên là Hà Nội chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị chữ Hà Nội này, Hà Nội với cái vị trí x y này là tâm ở giữa của chữ Hà Nội, được chưa? Được rồi, thì bài này ta làm bài này hơi khó một chút, chúng ta cùng nhau bình tĩnh chúng ta làm nhé. Cái đây là tâm điểm, cái thủ tục này là tâm điểm của toàn bộ cái bài này, mà rất quan trọng chúng ta cứ nhớ mà chúng ta cần làm về sau này nữa nhé. Thì tôi làm như sau, bây giờ tôi cần một số các biến như sau rất quan trọng này. Cái score này, cái score mới thay là không cần nữa, tôi bỏ đi cái này, tôi bỏ đi không cần nhé, xóa đi này. Đấy. Thì như sau này, viên là trai còn quan trọng đúng không, rất còn lại đúng không, rất tốt rồi. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi tạo ra cái biến như sau này để tôi thỏa mãn này. Thì đầu tiên tôi tạo ra cái biến để mô tả cái chiều rộng, gọi là width, chiều rộng của các chữ cái của chúng ta nhé. Đấy. Còn rất quan trọng cái width này, và cái chữ cái thứ hai là space. Tiếp theo tôi tạo ra một cái biến nữa để mô tả cái, rồi tôi là luôn đây cho con, chúng ta cùng nhau ấy nhé, cùng nhau viết ra đây nhé. Thì chúng ta vẫn dùng cái ID, tôi phải tạo ra cái biến riêng của nó nhé, biến riêng là ID, dùng cái ID để hiển thị chữ nhé, ID. Thì ban đầu cái ID tôi đặt bằng 0 hết, set ID bằng 0 là 2 ID này, đó, được chưa? Thì cái này là sao? Khi mình hiển thị cái chữ cái này, chữ Hà Nội này, thì chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải làm với như sau. Chúng ta làm như sau này, chúng ta có một cái lệnh là chỉ làm việc với cái nhân vật gốc thôi. Thì như sau nhé. Đây, if này. Các bạn cùng tôi theo dõi, chúng ta cùng làm nhé. If này. If mà ID bằng 0 chúng ta mới làm. Đấy, bằng 0 nhé. Xin lỗi tôi làm luôn là quên mất đặt này. Cái space này. Cái space nó là chính là cái tự rỗng. Tôi đen xong tôi bấm dấu cách, gọi là đây là cái tự rỗng nhá. Còn cái width là cái chiều rộng chung của cả các cái chữ cái này của chúng ta. Chiều rộng đây, chiều rộng. Tôi để chung nhé, thì tôi mở đây. Ở đây cái chiều rộng là đây 54 này, 55 này, tôi để chung tổng thể nhé, khoảng 55. Đấy, tôi để chung là khoảng 55. Chiều rộng này tôi để 55. Là mô tả cái chiều rộng của các chữ cái, các cái tự tiếng Việt của chúng ta, làm chung một cái nhé. Đó, thì đây là các tham số ban đầu này. Thế làm như sau này, tôi làm như sau, tôi đặt cái biến là length để mô tả cái chiều dài của cái sâu của chúng ta, length, và đặt cái biến là index để mô tả các cái chỉ số, chỉ số. Và tôi đặt thêm cái biến nữa là cái biến k rất quan trọng, dùng để tính chỉ số của nó ở trên cái tự đó, ở trong cái dãy của dãy cái tự vn tra của chúng ta.
Thì làm như sau nhé, bắt đầu này, khi tôi bắt đầu vào này, tôi đặt length là một tham số. Length chính là cái độ dài của cái sâu uộc này. Đấy nhé, length là cái độ dài của cái sâu uộc này. Length của cái sâu uộc. Đấy, được chưa? Được rồi, sau đó như sau. Tôi đặt kia đây này, tôi đặt kia tôi đặt một cái biến nữa để mô tả cái khoảng cách chung. Không bao hoàn chỉ cái width đấy, đúng không? Đúng không? Độ dài của nó nhé. Như vậy là cái sâu này độ dài của chúng ta là cái sâu của chúng ta, độ dài của chúng ta là length, và mỗi cái length như vậy độ dài của nó là width. Như vậy là width nhân với length. Width nhân với length là cái độ dài. Cho nên là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ go to đến vị trí trái của nó nhé. Đây này, tôi để cho các bạn xem vì sao tôi lại dùng cái lệnh này đây nhé. Đây nhé. Cái uộc của chúng ta có các ký tự này, ký tự là ví dụ như là Hà Nội này. Ví dụ như là Hà Nội này, nó có là 1, 2, 3, 4, 5, nó có 6 ký tự. Như vậy độ dài của nó, cái độ dài này sẽ bằng là 6 nhân với width nhé. Đây chính là len này. Như vậy là một nửa của nó từ ra đầu này, đầu vị trí này này, cái này chính là len nhân với width chia 2. Thì mẹ phải làm như sau. Tôi phải làm như sau. Tôi sẽ vào như sau này, tôi sẽ phải go to. Y vẫn như thế, x là như sau. X là cái x này này, tôi phải trừ đi. X này chính là cái là trừ đi. Cái x này nhé. Trừ đi cái gì? Trừ đi cái chỉ đi cái phép nhân của cái gì, của cái độ dài chuẩn là độ dài là width của chúng ta, và nhân cái độ dài, chiều dài của cái là length, nhưng mà là phải chia 2. Chỗ này là phải chia 2. Đây, cái này phải chia 2, mình ta lấy một nửa chia 2. Đây chính là cái này. Đấy. Đây là vị trí ở bên trái đấy, ở bên trái đúng không? Và tới đây rồi thì chúng ta bắt đầu làm cái việc, chúng ta bắt đầu show lên. Chúng ta dùng một lệnh là show, trước kia nó là ẩn mà. Show, bắt đầu show để hiển thị. Được chưa? Rồi, thì như sau này, chúng ta sẽ đặt index chạy theo từng ký tự một nhé, ở bên từ trái sang phải nhé. Index ta đặt bằng 1. Index bằng 1. Và chúng ta lọc theo cái chiều rộng của cái uộc này, chúng ta sẽ repeat gì, repeat theo cái gì, theo cái length, repeat theo cái length. Được chưa? Với mỗi ký tự chúng ta làm như sau. Mẹ tôi đặt thêm cái biến là biến ch đi, là biến ký tự đi, ch tôi làm như sau. Thì tôi sẽ đặt ch nhé, bằng ký tự index của uộc. Tôi dùng cái này, đây tôi lấy cái hàm này, ký tự thứ index của uộc, kéo cái uộc này xuống từng cái tự một nhé, từ trái sang phải. Đây chính là index, tôi lấy cái index này ra, index được chưa. Sau đó tôi phải lấy tôi phải tìm nó ở trong cái tự này, tôi phải tìm nó ở trong cái chỉ số của cái dãy. Vì ở đây thật ra để nguyên cũng được thôi, nhưng mà tôi muốn làm cho chắc chắn này. Vì chúng ta có thể gõ cái chữ Hà Nội, chữ H là hoa, thì tôi muốn chuyển H thành chữ H thường, tôi phải tìm cái thứ tự của nó ở bên trong cái dãy của chúng ta. Đấy, thì làm như sau này. Tôi đặt thêm một cái biến nữa là chính là biến K. Tôi đặt K bằng cái gì? Đặt K như sau. Dùng hàm này nhé. Dùng cái hàm này này. Item này này. Đó. Xem là cái chữ CH đó nó là đứng thứ mấy ở trong cái bảng, trong cái dãy viên ở cha.
Đấy, thì đặt cái này bằng K. Đấy, quan trọng. Đặt cái này bằng K. Đấy. Đồng K rồi. Khi đó tôi sẽ kiểm tra hai trường hợp, hoặc là cái CH là dấu cách thì như nào, không có dấu cách thì sao. Chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta phải làm đây hai trường hợp. Trường một là CH là dấu cách, hai là CH không dấu cách thì là K là một số lớn không, K là cái chỉ số của nó đấy. Thì tôi làm như sau. Đây. Nếu này đấy nhé, một nếu mà CH đây trường một, nếu mà CH mà là dấu cách, mà là space này đó, thì đơn giản chúng ta chỉ chuyển đi thôi. Chúng ta chuyển sang bên phải, chúng ta dùng cái lệnh là trên x đây. trên x bay một cái đoạn bằng gì, bằng width. Đấy. Được chưa? Còn ở đây này, nếu mà CH không là space thì làm gì? Chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt cái ID được bằng 1. Cái ID bằng 1. Được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau. Lúc cái K có nghĩa bằng K nên chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ chuyển trang phục. ID bằng 1 thì thông báo nó là clone nhé. Chuyển trang phục gì? Chuyển trang phục đến cái gì? Chuyển trang phục đến cái vị trí K. Đấy. Đấy rất quan trọng, chúng ta là vị trí K. Đấy, cái vị trí K nhé. Sau đó chúng ta sẽ gì? Sau đó chúng ta sẽ tạo clone. Ở ngay tại vị trí đó, chúng ta dùng cái lệnh này. Tạo clone. Đấy. Được chưa? Tạo clone. Sau đó chúng ta sẽ đã chuyển sang phải. Chúng ta dùng lệnh trên sang phải. Để sang cái tự tiếp theo ở bên phải. Đấy. Xong tới đây chúng ta sẽ trên index bài 1. Cái này len ở đây nhé, chỗ này này. Ở đây là đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy là xong rồi đấy. Bây giờ tôi kiểm tra xem đúng nhé. Tôi kiểm tra này. Kiểm tra Hà Nội, chạy thử nhé. Chạy thử ở đây này. Đấy, Hà Nội thường một chữ bị sai này, lại này. À, cái này là chữ ẩn đi đúng không? Show quên một chữ ẩn đi. Xong hết rồi thì phải ẩn đi chứ, này ẩn đi. Đây. Ẩn như này nhá. Đó. Bây giờ thử này. Hà Nội đấy chứ, Hà Nội đây này. Đây. Hà Nội. Sao nó không vào giữa nhỉ? Đúng là nó phải vào giữa màn hình đấy, không nó không vào giữa, đúng là nó có vấn đề thật đấy nha. Tôi kiểm tra một chút nhé. Width của chúng ta là bao nhiêu? Sao nó bị lỗi như này nhỉ? Length đây nhé. Tôi làm index bằng 1 đây này. Sau đó cuối cùng là trên index ở đây. Quay lại ở đây nha. K bằng cái này này. Tôi cho một chữ khác xem nhé. Cho một chữ khác xem nó như ra là em bé chẳng hạn. Em bé này. Chạy thử này. Em bé. Em bé. Sao chứ Hà Nội lại bị em ấy đúng ấy. Chứ Hà Nội lại bị lỗi nhỉ. Hà Nội. Thế cũng được nhỉ. Hà Nội. Cho lùi xuống đi. Để ở đây nhé. Giáo viên ở đây này. Bây giờ tôi cho cái chữ này lùi xuống một tí. Chữ này lùi xuống đây là trừ đi trừ 100 đi nhé. Là cái gì? Trừ 50 này. Giáo viên cho nó bé đi một tí nhé. Giáo viên to quá. Tôi để giáo viên đợi một chút nào.
giáo viên hay tìm người khác nhỉ? Được. Giáo viên nhé, tôi cho cái cô này, cô bé đi một tí này. Set size 50 đi nhé. Để lên trên đi. Đấy. Được chưa? Ở đây tôi vẫn để là số 0 rồi. Số dễ này, 0 này. Được rồi. Đấy, như vậy là xong một ít nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm này, phần chính này. Như vậy đây chính là cái hàm rất quan trọng, cái hàm này là cái thủ tục rất quan trọng là show word rất quan trọng nhé, các bạn nhớ nhé. Chúng ta có thể sau này chúng ta sẽ cải tiến sau. Bây giờ như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ dữ liệu để chúng ta sinh ra cái các cái từ để cho học sinh học như sau. Rất quan trọng nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái mẫu, một cái bảng. Nghe một cái bảng là work list. Cái ổ này là các từ cần phải gõ vào đấy. Chị Bình đã có rồi, bây giờ tôi sẽ nhập tôi vào này, chúng ta sẽ nhập tôi vào nhé. Đây là bộ dữ liệu ban đầu đây, chúng ta nhập vào đây. Work list 1 này, work list 2 nhé. Đấy, thầy giáo, cô giáo nên có hơn 200 từ. Được chưa? Và chúng ta sẽ lượt cho sinh nhập cái này vào. Như sau nhé, bắt đầu này. Giáo viên này. Đây. Giáo viên nhé. Bắt đầu này, giáo viên sẽ thông báo là em hãy chuẩn bị nhập nhá. Đây, giáo viên bắt đầu đây. Làm nhanh nhé, không hết thời gian đây. Giáo viên thông báo này. Em chuẩn bị tập nhập, tập gõ tiếng Việt đúng. Tiếng Việt đúng. Được chưa? Sau đó cô giáo sẽ vào tôi để cho giáo viên là họ làm là tôi nhập 10 từ 1 nhé. Được chưa? Đó. Được chưa? Đó. Giáo viên sẽ sinh ra một cái từ ngẫu nhiên như sau. Giáo viên sẽ tự chúng ta tạo ra một cái từ ở đây là STT đi nhé. Đấy, một cái từ ngẫu nhiên nhé. Đây. Thì của giáo viên là như sau, giáo viên sẽ sinh ra cái số ngẫu, cái từ ngẫu nhiên đó nhé. STT đó. Không cần phải làm như vậy đâu. Tôi xin lỗi, tôi không cần. Giáo viên chỉ là người tạo ra cái uộc đó. Không cần cái này đâu. Giáo viên tạo ra một cái uộc ngẫu nhiên đấy nhỉ. Uộc. Đây. Giáo viên sinh cái uộc ngẫu nhiên như sau. Uộc này. Giáo viên là người sâu để sinh cái này nhé. Sinh ra như sau. Tôi để cho nó là vô hạn lần để cho nó vô hạn nhé. Uộc là sinh ra một từ ngẫu nhiên từ cái mảng uộc list đó nhỉ. Giáo viên sẽ lấy như sau, giáo viên sẽ lấy ra từ đây này. Đây. Đây này. Lấy ra từ cái mảng là work list này nhé. Là ngẫu một cái ngẫu nhiên nhé. Ngẫu nhiên là từ 1 cho đến độ dài của cái work list đó nhé. Đây này. Đây, length của work list. Lấy sinh ra work làm cái từ ngẫu nhiên này. Được chưa? Xong giáo viên sẽ thông báo. Giáo viên sẽ gửi thông tin là hiển thị và thông báo. Giáo viên. Em quan sát. Quan sát và nhập. Và nhập từ đúng. Thế thôi nhé. Từ đúng. Sau đó giáo viên gửi thông điệp là hiển thị. Đây. Cho nó thật đúng như mọi khi nhé. Hiển thị. Hiển thị. Hiển thị. Được chưa? Và cũng như vậy chờ thôi.
chờ cho đến khi nào mà đây là giáo viên là như vậy, giống như vậy ta làm cái thông tin là đăng cái mảng đăng thông báo đăng ở đây nhé. Thì khi mà giáo viên đặt đăng bằng không, đăng bằng không ở đây, đăng bằng không ở đây nhé. Đấy. Và tôi ra bên chờ cho khi mà làm xong. Wait until đăng bằng 1. Đấy. Until đăng bằng 1. Được chưa? Khi mà có chữ hiển thị này thì cái anh này là người sẽ gửi thông tin đây. Anh này sẽ phải khi mà nhận được thông điệp là hiển thị. Hiển thị. Đấy, thì gửi cái nhân vật này sẽ hiển thị trên màn hình cái dòng chữ đó. Đây, dòng chữ là như thế này. Dòng chữ chính là gì? Chính là cái chữ uộc này. Uộc. Uộc nhé, tại vị trí là 00. Được chưa? Và khi đó thì sân khấu sẽ là người hỏi. Đấy, khi mà sân khấu là người hỏi, khi mà sân khấu nhận được thông điệp là hiển thị. Được chưa? Sân khấu sẽ là người hỏi. Nhập từ trên màn hình. Được chưa? Và nhập vào cái biến là biến gì? Là biến input, vẫn cần biến input nhé. Input. Đây. Input nhé. Khi nhập xong rồi thì đặt đăng bằng 1. Đấy. Đấy chưa? Khi giáo viên nhận được thông điệp là đăng, giáo viên sẽ kiểm tra. Không phải thì kiểm tra đi này. Bây giờ kiểm tra luôn nhé. Nếu mà đăng bằng đây. Đây. Nếu mà input bằng uộc thì là xong. Thì là đúng rồi, còn nó không thì là sai rồi. Đúng rồi, còn nó không thì là sai rồi. Nhưng mà khi thôi nhé. Sai rồi, đó. Chúng ta có cho làm thử nào, chúng ta chạy thử nhé. Đây. Thì Việt đúng nhá. Cái ghế này, tôi gõ này. Cái ghế này. Đúng rồi. Xong sang một từ khác nhé. Ồ, không hiển thị à? À, như này bị lỗi, để kiểm tra nhé. Nó chưa sinh được cái lỗi, nó phải sinh ra. Vẫn đăng bằng 1 nhé. Sang cái nhân vật viên cha đi ạ. Gì cơ? Thầy sang nhân vật viên cha. Nhân vật nào? Chữ cái ạ? Chữ đây ạ. Chữ đây này. Dạ. Đợi tôi, khi mà xong rồi thì phải có nhiệm vụ là phải xóa đấy. Chứ chưa làm nhé. Tôi đợi một chút nhé. Khi mà xong rồi nhé. Đây. Đợi tôi. Khi mà xong này, khi mà xong rồi ấy, đăng rồi thì giáo viên sẽ gửi thông điệp để xóa. Giáo viên gửi thông điệp nữa để xóa nữa. Giáo viên mới gửi thông điệp là xóa. Là xong đấy, xong. Làm xong nhé. Khi là gửi thông điệp, giáo viên gửi thông điệp là xong này. Đấy, thì nhân vật này nó sẽ xóa đi này. Khi em nhận thông điệp là xong, nó sẽ phải xóa các clone đi này. Xong thì nó sẽ phải xóa các clone đi. Đây, các bạn đợi tôi một chút nhé. Đó, bây giờ tôi kiểm tra xem vì sao nó không làm lại được. Đợi tôi một chút nhé, chỗ này là 2 này, kiểm tra lại này, sao nó không... Xà beng này, để tôi gọi sai đi nhé, gọi sai này. Sai rồi.
sao nó không hiện ra, để đợi một chút. Sai ở cái hàm này thế này. Để tôi chút à. Đây đây, quên mất chưa làm chỗ này nhé. Đây đây. Ở chỗ này là quên, chưa đặt lại cái ID bằng 0. Đúng không? Đây. Khi xong rồi chúng ta sẽ phải làm cho nó thì chúng ta sẽ phải gì cho này vào đây, cái 2 này cho vào đây này, cho vào 2 vào đây. Còn đặt lại cái ID bằng 0, quên mất chỗ đặt ID bằng 0 thì nó không không muốn chạy lại được nữa. Đấy. Đấy. Biết rồi đấy nhá, làm lại nào. Cá đô nữa này. Sai này. Sai rồi. Đấy, bánh ngọt nó bị hơi. Tôi cho chữ bé đi một tí nhé. Bánh ngọt. Đúng rồi. Hoa gạo. Bây giờ tôi một chút tôi làm một chút nhé. Bây giờ tôi làm lại như sau. Bây giờ tôi sẽ phải cho nó cái chữ bé đi một chút. Thì làm như sau. Đây. Ở đây. Tôi cho nó đặt kia. Đặt kia cái size của nó. Là cái size của nó xuống 80 thôi. 80. Đấy nhé. Và giáo viên tôi thêm cái âm thanh đúng vai size vào đây. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó hay nhé. Đúng. Sai rồi. Sai rồi. Sai nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm ở đây nhé. Chỗ này giáo viên này. Ở đây chúng ta thêm cái thông tin là giáo viên là đúng hay sai nhé. Giáo viên này sai rồi để ở đây này. Đấy, còn đúng rồi để ở đây nhé. Đúng này. Đây là một giây thôi. Được rồi. Từ đâu này. Nhổ cỏ. Nhổ cỏ. Đúng rồi. Đấy. Mùa hè. Mùa hè. Đúng rồi. Đấy. Con gà. Đúng rồi. Ôi, con này quên là chưa dài quá nhé. Con cá sai này. Sai rồi. Đấy. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa mới làm xong một cái bài khó hơn. Bài này thì bài này là cái phần mà cái thủ tục mà hiển thị chữ này nó chưa tối ưu lắm. Do nó chữ nó hơi bè quá. Chúng ta sửa lại một chút cái thủ tục đó cho nó đẹp lại một tí nhé. Biệt ghi lại đây là bài số 3 rất quan trọng. Bài này rất quan trọng vì bài này nó có cái hàm. À, bài 12 đây là bài 3 nhé. Bài 3 tập gõ tiếng Việt. Tập gõ tiếng Việt tổng quát nhé. Ôi, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Các bạn nhớ ngày mai các bạn vào cái lớp kia nhé. Tôi cho các bạn kia được cái đường link nhé. Ôi, chúng ta nghỉ thôi.